Chiều tối qua 5 tháng 9, trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới với chủ đề Joyful Empowerment, trao niềm hạnh phúc. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ có hơn 1.200 học sinh ở 3 khối lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã chọn chủ đề Joyful Empowerment với mong muốn giúp học sinh FPT phát triển năm đặc trưng: công nghệ, tự lập, trải nghiệm, sáng tạo và tôn trọng cá nhân để vươn tới thành công trong tương lai. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và trao 25 suất học bổng đầu vào cho các học sinh lớp 10 có thành tích tốt ở những năm học qua.